Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên một con Citigen đi. Con này Citigen pin năng lượng nha, pin solar năng lượng nha. Này chạy 6 kim, 6 kim 3 cốt nè. Thì này đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nha. Này thể thao nè, này kim rốn đồng hồ chính nè, này bấm thể thao chạy nè. Kim lớn chạy ha. Bấm ngừng cái nè, reset nè. Con này rất là mới nha, lịch gốc 4 giờ nè, cọc số như có dạ quang xanh dương như đem test thử coi. Đây. Có dạ quang xanh dương kim nữa nha, kim có dạ quang ha. Con này độ mới rất cao nha, con này cái nhà mua mới như là 7,5 triệu, mới vẫn có bán, Việt Nam vẫn có bán luôn nha. Phay xước 4 góc còn nguyên si nè. Này mới hơn 90 luôn, hàng si báo 90 thôi. Kính zin không sức mẻ, có vết lông mèo xíu đây nè. Nếu mà quay vậy nè, nhà dễ khó thấy lắm, chỉ nhà mới thấy ha, hàng xây mà đó, mình phải báo ha. Kính về còn rất là đẹp luôn, bên hông ở đây. Con này kiểu kiểu Nhật đeo rất kỹ nha, thiếu cái hộp thôi, dây khóa zin Citizen dập hiệu hết, phay xước zin chưa đánh bóng nha, cái siêu sao chưa bóc nha, siêu sao chưa bóc. Thì con này có mã là cứ sạch Citizen H500 là ra ha, Citizen H500 là ra này nha, dây khóa này. Thì em hỏi dòng chuẩn hãng là máy này nè, chốt máy này đúng không? Đúng chuẩn máy Citigen hết. Rồi con này dây thì này 10 18.5 nha, 18.5 đeo thoải mái luôn, 18 đeo thoải mái. Nè. Tay 17 mới giữ được hai ngón, tức là 18.5 đeo vừa ha. Lên tay 7. Max thông số đủ nha. Mặt của nó thiết kế kiểu Oly vuông vuông trong nha. Pin năng lượng nha, cái này còn đẹp lắm. Rồi, con này kiểu anh em đem đo size nữa coi. Này size 40 nha. Này size quốc dân này, tay nào đeo cũng được nha. Tay lớn tay nhỏ cũng được á. Size nghe đứng của nó là 47 mỏng. Đó, 11.7 ha, độ mới rất cao luôn. Rồi con này em bán 1,650 mà B55 nha, pin năng lượng ha, 6 kim pin năng lượng. Thì cái nhà có ý định mua dòng 6 kim ở Việt Nam, bèo mình bỏ bèo phải 3 triệu mấy 4 triệu mới mua được con đồng hồ tốt mới đeo nha. Còn hàng si thì mình mua giá gì quá hời rồi. Đó. 1,650 mà B55 ha, còn độ mới rất cao. Rồi em lên tiếp cho nhà một con đây. Thương hiệu nội địa Nhật nha. Con này cũng là pin năng lượng. Thương hiệu Romia nè, mình search Google cái giá thôi, nó còn là pin năng lượng. Mà con này là kiểu màu này kiểu nâu nha, nâu hạt dẻ. Cọc số vàng hồng ha, lịch gốc 3 giờ. Này y như dán Rolex nha. Đó. Nhưng mà nó là pin ha. Cái này rất đẹp, vàng hồng. Con này để em test kính cho nhà xem. Máy này kính không có lăn nước đâu, nhưng mà hàng si nè. Si em không có bao nước nha. Kính nè. Đó, anh em xài kính là biết kính gì ha. Hàng si thì lưu ý nó không bao kính gì đâu, kính đẹp chết nè. Không sức mẻ gì đó. Dây khóa bản Domi luôn, Domi vàng. Mới lắm. Này hình như cái nhà sạch như nó cũng là 5-6 triệu vậy nha, mấy dòng này pin năng lượng bên Nhật rất là mắc ha, chỉ có Việt Nam mua hàng si giá núm củ chai luôn vậy, núm củ chai vặn chỉnh giờ vặn cứng là ha, đáy sấy luôn nè. Mặt sau rất là đẹp ha. Rồi anh em kiểu thích dán Rolex đó, chốt này này mới lắm, đẹp. Xe ngang của nó luôn là 41 nha, nếu chuẩn của này 40 40,4, càng luôn là 48.4 mỏng 11 ly ha. Dây thì còn dài, con này dây thì này dây 18 đeo thoải mái nha, tay 18 đeo thoải mái luôn đó, lên tay rất chắc ha. Thì size này tay to tay nhỏ cũng được nha, đó size 40 size quốc dân mà mặt rất là đẹp ha, đó, mặt nâu nâu hạt dẻ. Rồi một con thương hiệu nội địa Nhật ha, pin năng lượng. Rồi 1,350 mã B68 nha, 1,350 B68, độ mới cao, dán Rolex. Mấy form dễ đeo lắm, sang đi đám tiệc cũng hay. Rồi một con này nha, thương hiệu của Italy nè, con này dáng rất lạ ha, mặt xanh luôn. Cọc số La Mã nha, nhìn cổ điển không? Ừ. Lịch gốc 3 giờ ha, chạy máy Thụy Sĩ nha, thương hiệu Italy nè, có ghi nè, để cho nhà thêm thông số ở sau. Ừ. Thương hiệu của Ý nha, nè, Italy nè. À. Bắt bốn ốc uy tín này. Cái này dây của nó luôn gì nha, đúng rồi, dây của nó luôn nè. À. Dây zin nó luôn ha. Dây này hình như dây em nghĩ là dây da đà điểu nha, nè, nó có mấy cái đốt này, mấy chấm này, hả? Thì em gần dây da là biết rồi, dây xịn nó luôn á, nguyên zin nó đi. Bên hông đây, nấm zin dập hiệu hết á. Con này kính cũng không loang nước nha, để em test cho nhà xem luôn. Đây, nó kính nè, kính không loang nước, nước kéo chạy nè.
Hay ha. Rồi một con thương hiệu quý nha, đó, máy Thụy nha, con này máy Thụy Sĩ nha, lịch gốc 3 giờ. Dán rất là độc, độ mới cao, xây 40/8 mà. Đứng luôn là 41.9 mỏng. 10/7 ha, bản dây da ha, đó, lên tay cho nhà xem thử. Dây da khóa bốm nha. Lên tay 17 nha. Nhìn chắc lắm, con này anh em mà để sưu tầm đồng hồ chưa có mẫu này chốt này. Kiểu lâu lâu mình phải đổi kiểu nha, dán vuông dán tròn nhiều nhưng mà dán này ít. Rồi con này em bán 1.150.000 mã B56 máy Thụy Sĩ Ronda nha, máy to nha, máy pin 920, máy xịn nha nha, dây khóa zin hết luôn á, 1.150.000 ha, rất đẹp mới, mặt xanh nữa. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên cho nhau con báo thức, bữa giờ anh em hỏi báo thức vuông nè, con này của Nhật Sa Băng báo thức mới, độ mới cao, vuông, cái này đen nhám. Mặt sau đây thì con này báo thức báo code chung luôn, báo thức với báo báo tiếng với giờ chung luôn nè, lên code nè, cái nút này chỉnh nhanh chậm trong thời gian mình xài, chạy nhanh chậm tăng tới tăng lui đây, Sa Băng nè, cái này chỉnh giờ này, nút giữa là chỉnh giờ nữa nha, bị chỉnh giờ ha. Rồi cái bật báo thức là đây nè, bật báo thức bên hông, bật báo thức lên. Rồi xe báo thức là bên hông ấy nha, nè, cái bánh xe để xe cho báo thức luôn. Nó báo thức thì xả code lại thôi, xả code này thôi, rồi tắt báo thức, rồi ok hết nha, này em chỉnh ok rồi, chạy cũng ok nè, của Nhật gòn bụi luôn, gòn bụi của Nhật chưa có vệ sinh luôn nha, mà độ mới còn cao quá. Này hình như nó rớt con ốc đi, có gì em lắp thêm con ốc cho, như có còn con ốc, lắp thêm con ốc nữa nha, chỗ cứng nha. Rồi y vậy nha, thì nó có cái chốt gài đây nè, nhưng mà kiểu rớt thì không nhầm gì, không thành vấn đề nha, tự mình xài mình phải để gì rồi nè đó, còn mình gài vô thì cũng nằm xuống vậy thôi đó, không thành không có cái chốt cũng không sao ha. Rồi y vậy nha đó. Một con báo thức của nội địa Nhật nha, Sa Băng nha, xe ngang của nó luôn 58, đứng luôn là 59 mỏng, cái vỏ nó 70 71 nha. Rồi con này em bán 450 thôi, mã báo thức 1, 450k báo thức 1, độ mới cao, này sưu tầm được cho mấy bé, báo thức cho mấy bé sáng đi học cũng được, hoặc là anh em mua sưu tầm, nó thuộc dạng cổ mà. Rồi em lên cho nhau một con Puma thương hiệu Đức nha, con này điện tử nha, con này anh em muốn cách chỉnh giờ cứ báo em này em chỉnh ok rồi. Này là nó có cảm cảm ứng á, này trên đây là ghi giờ nè, này hơi tối xíu ha, này giờ nè, này thứ nè, ngày nè, giây nè, bấm vào đây cái bấm này như chuyển nè. Bấm lúc này chứ, bấm lúc này cái nha, nó hiện cái cho mình cảm biến nè, cái này mình tắt đó là khóa cảm biến nè đó, khóa cảm ứng là bấm không ăn nha. Mở này lên nè đó, có nổi cái này nè, rồi bấm nó mới ăn nè đó, bấm chrono rap giờ thể thao nè đó, bấm giờ giờ điểm ngược nè, này báo thức nè, này tới hai báo thức nè, qua đây hai báo thức hai nè đó. Đó, có báo thức ha, rồi quay lại giờ bình thường nè đó, thứ nè, rồi anh em muốn chỉnh giờ cứ báo em, này bật lên nè, bật cái cảm biến ha, tắt tắt cảm biến, bật cảm biến như có đèn để bật lên nha, có đèn bấm này, có đèn đó. Đèn led ha, nó có đèn nha, rất hay luôn. Rồi một con Puma nha, thương hiệu của Đức ha đó. Này bản thể thao dây khóa zin nó luôn, thì anh em nào muốn chỉnh giờ cứ báo em có video riêng chỉnh giờ riêng của con này rồi, em có anh em muốn chỉnh giờ cứ báo em gửi cho. Dây dập hiệu hết rồi, bên hông nè, độ mới còn ok, full zin nha. Này anh em mà diện đồ quần áo hiệu Puma giày dép thêm con đồng hồ đúng luôn, nó là bản thể thao mà. Mặt sau đây. Rồi con này bán 550 mã B54 nha, 550k B54 ha. Lên tay quẩy nha. Thì cái form thể thao này tay nào đeo cũng được nha, tay nào đeo cũng được. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, 550. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Shippo đi. Con này thì cái vỏ này là màu đồng chứ không phải bằng đồng nữa nha, nó là máy Nhật ha, nè nó có núm nha, thiết kế rất độc, nó núm vặn vô này, anh em kiểu sưu tầm thôi, này nó full zin nó luôn á, mặt trong là chỉ Zippo nè, ở trong thiết kế kiểu cổ điển nha, nó nhìn cái màu của dạng cổ điển á, cọc số như có dao quang, test thử cái đây có dao quang sốt trò nha. Dây khóa ngoài bản dây da bò mọi nha, nhưng mà ở trong nè dây da zin nó luôn, nhưng mà nó răng rồi, nó răng rồi nha, có báo ha, nhưng mà vẫn còn đeo được, nhưng mà anh em về đeo mình đeo, còn thôi mình lắp dây da khác ha, nên con này em bán rẻ lại xíu nha, nè dây da nè, khóa Zippo nè,
Thì thường anh em ta sưu tầm thôi, xài Zippo nữa đó, đeo đồng hồ với cái dòng nó nhìn cổ cổ nè, máy Nhật ha, kính lồi, xe ngang của nó luôn là 30 40 đi, 39.8 rồi. Đứng luôn là 48.9 mỏng, 14.4 lên tay 7 nè. Rồi con này em bán cho nhà 500 thôi, 500k về, ví dụ anh em không thích thay lắp thêm bộ dây 100k đó nha, 100k là đẹp. Dây zin nó để cho nhà luôn ha. Rồi 500k mã B62, mặt sau thông số đây. Đó. 04 gì nè. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, nó thường anh em ta sưu tầm. Rồi Zippo thì em có bản này luôn, con này bản full thép luôn nha, Zippo ha, cũng là full thép, toàn thân là thép không rỉ ha, cũng là máy Nhật luôn, dây khóa nè, chữ Zippo nè, Zippo khóa nè, này là chữ C nè, đó. Này thường anh em ta sưu tầm mấy dòng này nhiều, ở sau La Mã nè, sau băng mát tức là lắp ráp bên Nhật ha, dây khóa zin hết à. Rồi con Zippo đơn giản, xây con này thì vừa thấy 36, 35 gì đó, 35.5 gần 36 ha. Đứng luôn là 41.9 mỏng, 8,5 dây còn dài, dây con này thì so với mặt thì dài lắm, dây 17 nha, 17 đeo thoải mái luôn, từ tay 17 đeo hở nè, lên tay 7 nè. Đồng hồ Zippo ha. Rồi con này em bán 650 mã B57 nha, 650k B57 ha, toàn thân thép không rỉ, kính đẹp không sứt mẻ, dạng bóp có lông mèo ha. Rồi em lên chỗ nhà một con đây, Skagen. Con này thương hiệu Đan Mạch, máy Nhật nha, mặt xanh. Kính nè, kính nhìn nghiêng như có nè, có vết lông mèo ở đây nha, có báo ha. Cái này về anh em kỹ bu lia còn thôi, hàng xây em nghĩ để gì bình thường nha. Nhưng mà hàng xây vẫn báo cho nhà ha. Lịch gốc 6 giờ lịch lọc nha, cọc số có dạ quang nè. Có dạ quang số trò. À, test cho. Đó. Dây khóa bản dây lụa nha. Cái này full zin luôn, anh em kiểu hạp mặt xanh nè. Cái vỏ còn đẹp lắm, nó dạng tĩnh điện nha. Này dính keo nha, mới lột này dính keo nha, cái gì em lao qua thôi, đúng rồi dính keo nha, nè lao ra ha, nè dây khóa zin hết rồi. Anh em thích bản lụa mỏng nữa, chốt cái này dán đây đi, thông số sao đầy đủ hết nè. Rồi con này xe ngang của nó là 37 nha, mỏng nè, 7,4 càng thì đo đây nha, 42 ha. Này form này anh em tay 17 đổ về thôi nha, 17 đổ về đeo ok nè, trên tay 7 nè, rất là ôm luôn. Skagen thương hiệu Đan Mạch nha, máy Nhật nha, mình có thể chụp hình search Google cái đó, bấm là Skagen nè, bấm là Skagen là ra thôi, đừng hiểu thương hiệu Đan Mạch máy Nhật. Rồi con này 680 mã A102 nha, 680k A102 ha. Rồi ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Em lên cho nhà một con thương hiệu Playboy nha, con này thương hiệu của Ý gì nha, nó thương hiệu Playboy ha, nó vậy nha, dáng lạ lạ vậy, cái khóa cũng dập hiệu, cái dáng lạ lạ ha, này cho mấy chị nữ mấy anh nam tay nhỏ cũng được ha, mặt sau đây máy Nhật cái nha, thông số đủ hết, đây lên tay này, rất là độc, này màu hồng hồng chắc mấy chị nữ mấy nam luôn thích, kiểu thích mình chỗ tầm cũng được. Dây còn dài, dây thì dài. Rồi con này thì cái mặt nhìn nó lạ lạ ha, dáng cũng lạ, nhìn nó cổ điển. Xe ngang 34 nha. Đứng luôn là 40,4 mỏng, 9,4. Con này bán 350 đây, 350 mã B69 nha, 350k B69 ha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em, có lịch gốc 3 giờ nha. Dáng lạ chút. Rồi một con thương hiệu nội địa Nhật nha. Con này thương hiệu B nha, thương hiệu viết tắt của con gì nè, Beren gì đó. Đó, lịch gốc 3 giờ, lịch ngày, lịch thứ luôn, điểm test kính này cho mấy con mà kính đẹp đẹp nha, là thường vô kính sao phê không đó à. Nhưng mà hàng xây không bao sao phê gì nha, cái nhà thấy em test kính cho nhà thôi, nó không có loang nước vậy là biết kính gì ha, mặt của nó mặt vàng nha, mặt vàng như vàng vàng 24k mình vậy đó. Nè cái vỏ nó nè, hình như con này vỏ vàng hồng như vậy, vàng hồng xíu ha, nè này đính đầu 2 4 6 8 viên đá luôn, lịch gốc 3 giờ lịch ngày lịch thứ nha, dây khóa full zin nha, con này cái nhà sạch như còn hình như gần 3 triệu á, có bán như mới nè, nhưng mà ở bên Nhật bán nha chứ Việt Nam đâu có dòng này nè, dây khóa zin hết luôn. Con này đeo rất chắc nha, mặt sau đây đáy sấy luôn. Rồi xe ngang của nó luôn ha, 42 mỏng nè, 9 đi 8.
đứng luôn là 48.7 nha. Cái vỏ ở đây kiểu vàng hồng nha, vàng còn trong là kiểu vàng, cái mặt của nó có thiết kế chữ nè, dập chữ thương hiệu của nó, nhưng trong là kiểu vàng 24 gì đó, lên tai nhìn nó sáng luôn. Cho nên em nào thích Gia, công sở văn phòng là chốt cái này full zin đó luôn. Rồi 850 mã A53 nha, 850 mã A53 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Một con Nissan. Nissan là thương hiệu Mỹ. Con này kiểu, cái này kiểu nhựa nhưng mà nó thiết kế như mã não vậy. Này đeo thì cho mấy người lớn tuổi đeo rất sang. Có nhiều người ta thích kiểu mã não hoặc là kêu đồ mồi gì vậy. Là mấy này ha. Ở trong đây thì bản thép, dây thép nhưng mà nó mạ rơm á, nó kiểu tĩnh điện á. Còn ngoài đây là nhựa ha, nhựa đồ mồi mã não gì nha. Nhưng mà không có bao mã não gì ha. Ở sau nè, Nissan dập hiệu nè. Đây, mặt sau đây. Thông số đủ máy Nhật nha. Thì cái này là thép, thép kiểu nó mạ rơm toàn mạ rơm mấy cái nguyên cái khung khung đồng hồ, còn cái vỏ là vỏ nó nhựa thôi. Đeo rất là đầm tay luôn, máy Nhật. Đây, con này dây, này dây 18 vừa nha, 18 đeo vừa, 17 dư được hai ngón nè. Đó, tức là 18 đeo vừa y ha, vừa ôm luôn á. Lên tay. Kính zin đẹp không sức mẻ, dẫn báo quất lông mèo nha. Độ mới này cao lắm. Này đeo cho, nói chung cô chú đeo cũng được nha, từ cái form này. Đó. Cái màu nó cũng độc nữa. Mua sưu tầm cũng được. Rồi xe ngang của nó luôn là 39.6 nha. Đứng luôn là 46 mỏng, 102 nha. Rồi con này em bán 650 mã A77 nha, 650k A77 ha. Rồi một con Citigen dòng đợt lốc hao á, nó thuộc dòng Citigen đúng nha. 1964 nè. Anh em nào đã từng mua những con cái thương hiệu của đợt lốc hao ở Việt Nam rất là cao nha. Con này độ mới cao lắm, cái niền của nó nè. Đó, nhìn tĩnh điện nha. Đó, màu xanh ha. Kêu xanh titan đó. Kính zin đẹp không sức mẻ, có lông mèo xíu đây nè, không đáng kể đâu. Lịch gốc 3 giờ, lịch ngày lịch thứ ha. Con này là pin năng lượng đó nha, đem chết có dạ quang này, mặt xanh luôn, có dạ quang xanh dương chấm bi nha, mặt xanh trẻ tia, dây khóa tin nữa nè, phai xước mới lắm. Ừ, chưa đến bóng xì ba gì ha. Mặt sau đây thông số đủ pin solar nha. Thì mình anh em nào chưa biết thương hiệu này, cái chụp hình The Clock House là ra thôi đó. Nó thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Dây con này cũng còn dài, này dây chắc 19 vừa, 18.5 đeo thoải mái ha, lên tai 7 nè. Thì anh em nào mà đeo đồng hồ pin năng lượng á, mà dạng như ngại sóng radio chốt mấy này, tự con này cũng bình thường thôi, kéo núm ra chỉnh giờ thôi, kéo núm ra chỉnh giờ bình thường, chỉnh lịch bình thường ha. Nó là thuộc đồng hồ cũng thông dụng nhưng mà khác cái là pin năng lượng thôi. Xe ngang của nó thẳng là 40 nha, xe quốc dân ha. Đứng luôn 47 mỏng, 10, 12 ly ha. Con này thì mới rồi, đẹp. 950 thôi, A83 nha. 950 A83. Một con quân đội nha, con này dòng Citizen nha. Con này hiếm lắm, này ít thấy lắm. Này cái nhà chỉ có hàng si mới mua được mấy cái này thôi, nên cái giá trị nó cũng không cao nha, giá trị nó cũng tầm tầm sưu tầm thôi. Tầm giá để cho anh em sưu tầm. Dây khóa zin đó nè. Thì anh em nào hay diện đồ lính nữa, chốt mấy này đúng luôn mà xe to á. Toàn thân nó là mạ rơm còn phay xước nè. Đó. Độ mới càng cao hơn, đúng thiết kế cũng độc nha. Kính con này để em test kính cho. Kính không loang nước nha, đó, kính nè, nước chạy nè. Đây, một con dòng Ferrari của dòng Citizen đó, nó chạy máy Citizen luôn. Lịch gốc 3 giờ nha, cái mặt thiết kế trong dạng màu nhà binh đó, màu quân đội ha. Để em test có dạ quang hay gì mà. Có dạ quang nha, nè, có dạ quang cọc số số thẳng với kim á, có dạ quang. Mặt sau đây. Ở sau thiết kế mấy chế mìn nè, mấy chế mìn ha, với chế thơm nha, nó độc luôn. Tái sấy ha, máy Nhật ha. Dây khóa này nha. Rồi con này xe ngang của nó nha. Xe ngang của nó luôn là 45 mỏng. 109 ha. Chiều đứng luôn là 47.7. Rồi con này bán 1 triệu 150k mã A86 nha. 1.150.000 A86 ha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. Rồi quân đội thì em lên cho nhau một con phát xít Nhật. Con này thì mặt của nó đúng quân đội luôn, của Nhật ha. Nó bản nội địa Nhật, thương hiệu Kentet nè. Thì cái search Google chữ Kentet là ra thôi, đồng hồ Kentet là ra này thôi. Mắt in sao băng chuẩn luôn. Kentet dạ quang cho. Đây. Đó, dạ quang sốt trò sáng ha. Cái mặt rằn ri nha. Bên hồng ở đây.
Phai xước tức là chưa đánh bóng spa, con này full zin đó mà. Mặt sau đây còn rất mới luôn. Đây chụp hình là thương hiệu đây nha. Kentech Laga này ha, đồng hồ Kentech. Như con này mới cái bản này là như còn 4 triệu rưỡi cái gì đó. Dây khóa zin đó luôn. Dây quân đội luôn nha. Dây dù. Rồi một con kiểu quân đội của Nhật ha. Anh em nào thích cái mấy form mấy dáng này chốt này. Saibam 8.5. Đứng luôn là 46.4 mỏng. 17 ha. Đó, cái này đâu có rẻ tới 41.7 rồi. Là con này còn ok nha, độ mới cao, kính đẹp, không sức mẻ, dẫn bóp bắt lông mèo luôn. Rồi 950 mã B58 nha, 950k B58 ha. Đó là anh em thích quân đội chốt mấy đó. Rồi em vẫn còn con Shinko 5 nha. Con này thì cho nhà xe máy. Máy này là máy 7009 nè, mới lắm. Con này thì nó thuộc dòng hơi cổ rồi nhưng mà độ mới cao. Đó. Là trong máy cái dập 17 chân kính nè, 7009A nè. Cái máy nhìn còn mới nha. Đó. Là ở trong có chữ Senko nha. Này bao ở nhà chuẩn hãng, có nhìn em hỏi chuẩn hãng thì chuẩn hãng mấy dòng cơ chuẩn hãng là chốt mấy Senko đúng nha, nó thuộc dòng cổ nhưng mà nó chuẩn ha. Đây, con này thì cơ automatic nha, 17 chân kính ha. Anh em nào thích dáng vintage dáng xưa á, có nhiều anh em ta sưu tầm thôi. Còn anh em thích dòng đề cao thì mình sẽ chốt con đề cao hơn. Còn mấy này là thuộc dòng Vataghe dáng xưa, với lại dáng nó cũng lạ nè. Nó có điểm nhấn đây nha, có chữ automatic này nè. À, dưới đây nè, Senko ha. Cái kính nó zin hết không sức mẻ đâu, nó có vết kiểu vết ma sát nhẹ chứ không phải vết xước nặng, ma sát thôi. Anh em kỹ về đánh 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 sơ sơ đẹp, còn thôi hàng si cứ để gì đi. Đó, lịch gốc 3 giờ ha. Dây khóa zin nó còn phai xước nè. Senko dập hiệu mặt sau đây. Đáy sấy hết nha. Con này dây thì dài rồi. Dây dài thoải mái luôn. Này dạng như chưa cắt dây sao đó. Lên tay. Thì cơ này cứ lắc chạy thôi nha, lắc là chạy thôi nha. Xe ngang của nó luôn là 36 này đó, dán quân tẹt. Đứng luôn là 42.6 mỏng. 106 ha. À, con này em bán 1 triệu 350 thôi. Sale nha 1 triệu 350. Đổi mã luôn nha. 1 triệu 350 mã B73 nha. 1 triệu 350. B73 ha. Ai kết chụp hình tên lô cho em. Nói chung giá cũng tầm vừa nha. Tự con này độ mới cao. Ví dụ cái nhà rẻ hơn cũng có nha. Nhưng mà nó kiểu hơi cũ hơn này xíu. Nói chung giá nào cũng có, tiền nào của nấy thôi. Rồi em lên cho nhau một con Elgin Mỹ nè. Con này có nhiều anh em hỏi cách chỉnh giờ, em có làm video rồi, hướng dẫn chỉnh giờ đơn giản lắm. Nó chạy hai máy vừa kim vừa điện tử ha. À, xem được nhiều múi giờ thế giới nè. Có báo thức nè, với lại không, này này để em bấm thử coi. Này là ngày tháng, này là giờ nè. Này bấm giờ thể thao thôi, họ bấm giờ thể thao không có báo thức ha. Elgin thương hiệu Mỹ, máy Nhật, con này xay to, liền xay rất nhẹ luôn. Này chỉnh giờ bằng tay Việt Nam bình thường nha, không có gì khó, con này mới lắm nè, dây khóa nè, còn phay xước 4 góc, cái này cũng đẹp, kính đẹp hết nha, không sức mẻ đâu, dẫn bó quýt lông mèo xíu nha, dây khóa nè, Elgin dập hiệu, thấy nha em quay nha, thấy nó biết còn mới rồi, Solar, con này nó xài được 2 dòng pin luôn á. Này, thường mấy dòng này dễ xài pin đó. Hết pin năng lượng mình thay pin thường xài được hết ha. Có nhiều anh em ngại pin năng lượng chứ mấy dòng này thay được pin thường xài được hết, pin 3V mà. Xe ngang của nó luôn là 42 nha, đứng luôn là 50 51 ha, mỏng thì 14.7. dù sau này mình xài hết sát pin này lắp pin thường chứ ha, pin thường xài được hết ha. Có nhiều anh em có mấy chú ngại pin năng lượng, chốt mấy con này xài được 2 dòng pin ha. Con này thì dây tới 19 được, lên tay 7 nè. Mặt xám đang chạy đó, ok luôn, chuẩn luôn, chuẩn từng giây luôn nè. Để em chuyển qua đây nè, đó nè, chỉnh giờ là chuẩn luôn nha, khi mà chỉnh đúng đó, chạy đúng giây luôn nè, nó hay ha. Rồi con này con Elgin của Mỹ nha, máy Nhật. Rồi 850 nha, B71 850k B71 ha, còn mới lắm, độ mới cao, cái dáng Rolex đó. Rồi một con nồi đồng có đá nè, anh em nào hay làm việc ở nước vùng biển nè, chốt này liền xay nè, núm cổ chai nè, đáy sấy nè, tắm rửa đi mưa bơi vẫn được nha. Hàng xay lưu ý không có nước nha. Độ mới rất cao luôn, thương hiệu Elgin của Mỹ luôn, USA ha. Dây con này thoải mái rồi, dây rất dài luôn,
dây chưa cắt luôn nha. Con này pin năng lượng nha, pin rất là khỏe luôn, đang chạy ok nha. Mặt của nó có dạ quang nha, anh test cho. Nó full mặt luôn. Đây. Đó, dạ quang full mặt. Rồi pin năng lượng nha, con này kiểu nồi đồng có đá đó. Anh em nào ở làm việc bùng biển chốt máy này đúng luôn. Không, nó bản full titanium mà, thép máy bay mà. Xây chuẩn của con này là 38 đi, nếu mà đo rè phải hơn, rè tới 39 ha. 38 là chuẩn đó nha. Đứng luôn là 45 mỏng. Ở 10.3 ha. Thì titanium tức là thép máy bay á, đeo anh em mà dị ứng bản thép inox mồ hôi muối á, chống thấm mồ hôi nè, chốt này, chống rỉ sét á. Rồi con này em bán 650 mã B59 nha, 650k B59 nha. Nồi đồng có đá là mấy này. Rồi một con AL3 đây, pin năng lượng. Con này thì bình dân đây, con này như mua cái nhà mua con này giờ mua giá cục pin vậy đó. Pin năng lượng ha, mà lịch gốc 3 giờ. Kiểu nó đơn giản nha, mặt trắng xốp trò cho mấy chú hoặc là mấy cô cũng được nữa, mấy phom thì mấy cô đeo giờ coi giờ cũng được, tự nó to coi giờ dễ, dây thì tới 18 mấy là đó. Cứ pin năng lượng cứ đeo vô tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày là pin sẽ bền ha. Đó, đeo đồng hồ khỏi thay pin là chốt máy này ha. Xe 35 nha, mỏng thì 9 ly, độ mới còn ok lắm. Rồi con này em bán 450 mã B6 60 nha, 450k B60 nha. AL3 Senko ha, dòng Senko pin solar nha. Rồi con này Ryono dòng Citizen, con này thì full titanium hết. Toàn thân là rất ok còn đẹp lắm, nhưng mà kính trong lô ảnh lông mèo còn nhiều nè. Nhà về kỹ bu lìa, còn thôi nếu mà đeo về đeo kiểu đi làm á, đeo làm việc lao động chốt cái này đeo siêu bền. Khỏi Shiba cứ để coi giờ thôi, lịch gốc 3 giờ là ngày lịch thứ luôn. Có dạ quang nè, tết dạ quang chưa? Đây dạ quang nha. Rồi nó thuộc dòng Citizen ha, pin solar nha, bên hông cũng đẹp. Nó chỉ là kính kiểu lông mèo nhiều thôi, về anh em kỹ bu lia cũng thôi, hàng xi cứ để gì, kính ta còn dày lắm nha, kính zin đó đó. Xe ngang 38.4 mỏng đó, 10.3 đứng luôn là 42.5. Rồi con này em bán 380 thôi, mã B61 nha, 380 B61, tiền nào của nấy ha. Nó là full titanium á, siêu nhẹ, thép máy bay là nó đó, dây dài lắm. Dây nè, dây chưa cắt luôn. Rồi một con titanium đó nè, dòng Casio Waycaster đời đầu nha. Con này toàn thân titanium mà độ mới nè, nó đời đầu mà còn mới vậy nè. Có nhiều chú hỏi con nào mà bản nội địa chốt này đúng sao băng H nè, lắp ráp bên Nhật. Cứ Casio WVA là 420 TZ là gan này thôi, cái siêu sao chưa bốc. Nắp sau nhà thấy còn đẹp không? Rồi con này thì dây thì còn 18, 18 vừa cũng vậy nha, chạy nhiều muốn về thế giới về thể thao báo thức này các kiểu à. Trước khi đi em chỉnh giờ cho anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ con này báo em luôn, gửi video cho tết dạ quang đây. Có dạ quang chấm bi ha, kim số luôn, kim chấm bi chứ, cọc số của nó là cọc số thẳng nha, có số thép vàng đẹp, mặt mỡ gà, xe ngang 42 mỏng 11.5, kính đẹp ha, không sức mẻ, dẫn bóc vết lông mèo luôn. Rồi 450 mã A107 ha, 450 A107. Rồi một con Multiband 6 dòng 7 kim nha. Con này thì nó 7 kim nhưng mà nó nhiều chức năng ha. Nó chạy nhiều múi giờ thế giới nè, mấy cái múi giờ vòng vòng đây nè, giờ thế giới nè. Này là chỉ chức năng thứ nè, với lại giờ điểm ngược, xem múi giờ thế giới đây nè, báo thức có nè. Với lại đồng hồ bên đây thì xem múi giờ thế giới ha, nó chỉ múi giờ thế giới với lại cũng là chỉnh báo thức bên đây luôn, nó lịch. Cái này là 24 giờ chỉ ngày đêm nè, lịch dạng niên nè, đó, có dạ quang nè. Thì anh em muốn trải nghiệm mấy dòng này cứ báo em luôn, gửi video cho. Mấy dòng này thì em bán nhiều rồi. Đó. Có anh em ta chỉnh giờ thì bên kênh em nhiều để bấm giờ điểm ngược cho nhà xem. TR giờ điểm ngược. À, dây khóa zin đó nè. Còn phay xước, con này mới, độ mới ok, cái niền thấy nè. Thì nhìn cái niền nó thấy biết còn còn phay xước là đẹp rồi, dây khóa luôn. Dập hiệu ha. Mặt sau đây. Con này có mã là WVQ M410 là gan thôi, chất nhựa sau cũng đẹp. Rồi con này bấm ngược nha, chạy ngược nè, chạy ngược đâu cỡ 20 phút 30 phút vậy, đeo uống phê pháo là không được. Đó. Anh em hỏi giờ đưa cho xem ha, thấy chạy ngược rất lạ luôn, kính zin đẹp không sức mẻ nha, dẫn bóp bên lông mèo ha. Dây con này chắc 20 vừa nha, 20 vừa luôn. Đó. Lên tay quẩy nè. Rồi xe ngang nó thường là 43 gì đâu, 43.4 luôn nha, mỏng
Đó, 13. Rồi con này em bán 950 nha. Này bán 900 đi, 900k mà A70 nha. 900k A70. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Bấm giờ lên nè. Bấm ngừng nè. Reset nè. Đó. Này bấm vào đây là xem muốn về thế giới nè, XTD về thế giới báo thức alarm. Đó. Nhiều chức năng lắm, anh em mà đeo đồng hồ ba kim chán á, trải nghiệm mấy này cũng hay lắm nha. Này mà bản mà full titanium mới á, gần 19 20 chai nha. Anh em đã từng mua mấy này xài biết. Rồi một con Swatch Switch. Có nhiều anh em hỏi chuẩn hãng là chốt mấy này không có sai lầm ha. Tự nó là bản chuẩn thụy sĩ luôn, không có hàng nhái đâu. Nó đâu bán thương hiệu cho nào đâu, hàng nhái nha. Dây khóa nè, Swatch. Này độ mới còn cao á, cái mặt của nó sám khói, cái nền của nó chữ Swatch còn nguyên si. Đấm đính viên đá đen nè, mặt sau đây. Đó, còn phay xước ha. Swiss mát nó chuẩn luôn, nắp mở cái thay pin nha. Này form này dành cho anh em tay 10 17 như em đổ về cũng được. Có nhiều anh em tay 17 mà thích đeo form vừa cũng được. Dây thì 18. Lên tay 7 nè. Lịch gốc 3 giờ ha. Thì cái số lạ anh ra qua đây nhỏ, vô đây tối nè. Vô tối to nè. Ở đây nhỏ lên nè. Rất là hay ha. Rồi anh em nào hỏi chuyện chuẩn hãng á, tay vừa chốt này đi, 37.4. Đứng luôn là 43 mỏng 17 ha. Rồi con này em bán 650 mã A58 nha. Để coi mỏng 10.09 chứ. Sao nãy đo 17 không vậy ta? 10.08, 10.09. Rồi 650 mã A58 nha. 650k A58. Swatch Swiss thì sĩ là nó đó. Rồi con này thì kiểu bản thể thao đây, màu đỏ. Này có dạ quang thì xay nè, này kiểu đeo thể dục thể thao siêu nhẹ, tự nó là bản cao su chống thấm mồ hôi nè, kia đầu kim có dạ quang nha, dây khóa nè, máy nhật ha, màu đỏ, anh em hợp màu đỏ chốt này, này thương hiệu của Maruman hay gì nữa, đúng rồi Maruman nội địa Nhật. Rồi con này thì cho mấy bé đeo đi học cũng được, hoặc là mấy anh đó, đeo thể dục thể thao siêu nhẹ là mấy này ha, chạy bộ với chạy xe đạp nữa. Rồi con này em bán 350 thôi, 350 đi. 350 A99 nha. 350k A99 ha. Rồi một con bình dân nè, con này bình dân của Citizen là Reduno. Cọc số có dạ quang luôn, mặt đen bao công ha. Đây. Đó. Con này kính zin nha, có lông mèo nhìn nghiêng dưới đèn có lông mèo nhìn thẳng như bình thường nha. Đó. Phay xước bốn góc còn con này kiểu ảnh nằm dưới lô nên cái mặt kính anh bị ma sát có lông mèo thôi. Dây của nó còn phay xước nè. Thì anh em mà hay hỏi dòng bình dân của Citizen nên nên chốt máy này nha. Giá bình dân này. Con này vẫn là chạy máy H415 thôi. Nó cũng như con Citizen không khác gì đó. Con này bán 550 mã B13 nha, 550k B13. Với nhà mua con này như mua cục pin nhé. Pin này khỏe ha, pin khỏe mới chỉnh giờ được nha. Xe ngang của nó luôn là 38 chuẩn á. Đứng luôn là 44 mỏng. Đó, chính đi rử. Độ mới ok lắm, mặt đen dây còn dài luôn nha. Này anh em mà trải nghiệm dòng Citizen á, không đủ tiền chốt mấy này bình dân rồi. Mình đeo mấy này đến hồi mà nó hư rồi cũng dư tiền nha, đừng nó bền lắm cái pin năng lượng đó. Pin năng lượng đúng tuổi nó là 10 năm bình thường nha. Thì pin năng lượng mình cứ xài tiếp xúc ánh sáng mỗi ngày á, thì pin nó khỏe thôi. Nó xài bền thôi. Còn mình để trong tối lâu quá cứ 4 5 ngày đem vào phơi nắng lần ha. Dây thì tới 19 lần nha, dây còn dài nữa. Rồi, 550 mở B13 nha. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.